Hello, xin chào toàn thể quý anh em. Hàng mới về. Hàng mới về thì anh em xin được lên clip cập nhật với anh em chơi tiếp. Đó. Nhằm là đáp ứng nhu cầu của anh em trong cái dịp sắp tới là cũng cuối gần cuối năm rồi, sắp dịp Tết Nguyên Đán năm 2023. Thì ở đây em sắp tới em sẽ đẩy mạnh mặt hàng mới để mà cho anh em những món phụ tùng rim quay chính hãng Honda Thái Lan cho anh em thay thế. Đó. Phương thức thanh toán bên em thì em nói luôn, ship code toàn quốc cho anh em. Đó, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì anh em thanh toán thôi, chứ không có gì mà anh em mình khó khăn hết trơn. Còn tất cả những anh em nào tin tưởng chuyển khoản đủ cho em, giá trị đơn hàng từ 1 triệu đổ lên là bao ship toàn quốc cho anh em ha. Còn ship COD là ship code đó, nhận hàng kiểm tra thanh toán đó, là phí anh em trả, phí bên người mua trả. Rồi, cái thứ hai nữa là em chỉ chốt đơn duy nhất qua hình thức là anh em, một là anh em gọi trực tiếp vô số điện thoại của em 0865890158, hai là anh em kết bạn Zalo với em cũng qua số đó, ba là anh em kết bạn Facebook, nhưng mà tốt nhất anh em kết bạn Zalo đi, em ít thao tác Facebook lắm, Facebook là em ít có bán hàng đó, có đăng chơi chứ mà ít có bán lắm. Thì anh em nào mà khách quen thường em bán cho Facebook, nhưng mà đa phần anh em cứ kết bạn Zalo đi, dễ thao tác đó. Em sẽ chốt đơn cho anh em, anh em mua hàng vui lòng cho em xin địa chỉ, số điện thoại và tên người nhận, ba thông tin đầy đủ, em sẽ giao tận nơi cho anh em đó. Hàng bên em thì nói chung á, hàng nào em nói rõ ràng cái hàng nấy, hàng nào hàng công ty em nói hàng công ty, hàng nào hàng chính hãng Honda Thái Lan nói hàng chính hãng Honda Thái Lan đó. Rồi, ok anh em. Thì bây giờ em xin đi vô chi tiết, bữa nay hàng về cũng khá cập nhật với anh em chơi. Chỉ lại cũng có một số mặt hàng bây giờ cũng hiếm hàng trên thị trường rồi nha anh em. Rồi xin đi vô chi tiết luôn. Thì hôm nay em bán hàng rim Thái cũng chạy á, thì được anh em ủng hộ, thì em sẽ đẩy mạnh hàng rim Thái chút xíu. Đầu tiên hôm nay em có về được một, nói chung là được một chục cái chó đèn trước của rim Thái, hàng đập hộp chính hãng Honda Thái Lan nha nè. Em bán là, em nói thẳng với anh em, ở đây em mua bán là em nói chính xác cho anh em nè, full đập hộp luôn nè. Mã nè, chó đèn của quay Thái 100. Quay Thái 100, hàng này bây giờ hiếm hàng luôn nha anh em, hiếm hàng luôn rồi. Ở đây em về được 10 cái chó nữa nè, trong nhà em còn được tầm 2 cái nữa là 12 cái. Nói chung là đủ số lượng phục vụ cho anh em. Nói chung mua mấy cái hàng này bán kiếm cái vài chục ngàn anh em, kiếm cái vài chục ngàn chứ nặng vốn. 33120 KAV gạch 920 Made in Thái Lan, anh em chỉ thấy chữ H chìm không nè. Đúng hàng chính hãng không ra Thái Lan nha anh em, full đập hộp luôn cho anh em khỏi lăn tăng. Nó khỏi lăn tăng, mình chơi full đập hộp luôn, về tự bóc luôn đó. Số lượng đây em mới về được một chục cái nè anh em đó. Đây, chó đèn trước quay Thái 100, hàng đập hộp chính hãng không ra Thái Lan, bao anh em đúng hàng, không đúng một em đền 10 cho anh em đó. Cái chó này bây giờ hiếm hàng lắm rồi nha anh em, nói chung nó cũng hiếm hàng rồi đó. Ở dưới này nó có cái mã là Stanley 6130 đó, Stanley 6130, chó mặt sọc caro. Nói chung là tự nhiên bây giờ cái hàng này nó hút cho nó chạy hàng lại anh em. Mã Thái rõ ràng nha anh em, Stanley nè đó, nó không có xài con ốc bu vàng như quay Thái 110. Và anh em lưu ý, cái chó nằm trong hộp chỉ bao gồm một cái chó như thế này, không có ốc mà nó cố định cái đầu đèn ở dưới này nha anh em. Để anh em đòi em đâu có đâu, nó trong hộp sao em bán cho anh em vậy. Mà báo giá với anh em luôn nha, 600.000 một cái nha. Nó 600.000 một cái, ship code toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán, nhưng mà không có bao ship nha anh em, lưu ý nha. Đừng hỏi em bao ship, bán hàng không có bao ship nào giờ. Đó, mới 100% chưa từng sử dụng. Ok, 600.000 nha. Rồi, bữa nay em có về được thêm một mớ đèn lái rim Thái, chó đèn trước rim Thái và cặp xi nhan rim Thái. Anh em nào có chơi cái dòng rim Thái huyền thoại này thì có thể ủng hộ cho em Út. Thì cái dòng rim Thái huyền thoại này là anh em cũng biết, cái thời điểm mà em nghe mấy cha mấy chú kể thôi, chứ cái thời điểm mà đất còn đó còn công có mấy chỉ vàng mà cái chiếc xe rim Thái nó ra là nó 10 lượng căng. Thì đây, đây là chó đèn trước của rim Thái, hàng đập hộp chính hãng Honda Thái Lan đó. Đây, hàng đập hộp chính hãng Honda Thái Lan đây anh em. Nói chung á, cái những người thương, nói chung á là một hộp này nó tới mấy cái lần anh em, một hộp nó tới 3-4 cái lần chứ nó không phải một cái. Đây nè, em khui ra cho anh em coi nè, một hộp nó thường người ta để 3 cái lần chứ không phải một cái nha anh em. Đây, hàng đập
hộp chính hãng Honda Thái Lan cho anh em đàng hoàng, anh em khỏi suy nghĩ. Đó, chơi là phải full đập hộp. Mã của nó đây anh em, 33120 gạch GN5 gạch 901 Made in Thái Lan. Chữ H chèm nào thấy không? Rồi. Một cái chó đèn trước của rim Thái, hàng đập hộp chính hãng Honda Thái Lan, giá là 350.000 một cái. Mới 100% chưa từng được sử dụng. Cái mẫu chó này dành cho rim tem lửa đời 95 96 đổ lên. Đó là anh em vô rất là hợp luôn. Đó. Mẫu tem lửa huyền thoại nha anh em. Đó. Anh em nào dọn mới dọn xe cho khách có thể hú em nha. 350.000 một cái nha anh em nha. Rồi ok. Chó là mới 100% chưa từng được sử dụng. Đó. Made in Thái Lan. Đó, mã mộc Stanley tùm lum tùm la. Đó, một cái chó đèn trước rim Thái. Hàng chính hãng Honda Thái Lan 350.000. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là đèn lái rim Thái. Đèn lái rim Thái hôm nay em có về nhiều. À, tại vì hổm rài bán đa số là bán nhanh với bán lái cho anh em nhiều lắm. Em còn cái chó tồn nữa nha. Chó tồn thì 600. Chó tồn rim đời thấp 92-93. Đó. Đây nè, đèn lái rim Thái là mã là 33700 gạch GN5 gạch 901 Made in Thái Lan. Đó. Đúng hàng chính hãng Honda Thái Lan, không đúng một đền mừ cho anh em. Đó. Full đập hộp. Đó, mới 100% chưa từng được sử dụng anh em. Báo giá với anh em luôn nha. Full cái cụm đèn lái của rim Thái này nè, full cụm đèn lái của rim Thái, hàng đập hộp chính hãng Honda Thái Lan. Giá ở đây em bán là 450.000 một cái. Bây giờ em sẽ review cái đèn lái này cho anh em. Nói chung đèn lái này thật sự phải nói là rất đẹp anh em. Rất là đẹp. Có mã hết nha, Stanley 8856. Đây cũng vậy, Stanley 8856. Đó. Nói chung là có cả bóng cho anh em luôn nha, nó có bóng trong này luôn nha anh em nha. Bóng zin theo cái cụm đèn lái này luôn. Chui dắt chỉnh tề hết, anh em mua về chỉ việc lắp thôi. Hôm rồi mà em giao đi Tiền Giang cho một ông chú mà ông nói cái này là đồ lô, em cũng chả hiểu luôn. Mà trong khi là em giao cho ổng là full đập hộp. Đó. Em cũng chả hiểu ông nghĩ cái gì luôn thiệt. Rồi ổng nói cái nào đồ zin trời, không lẽ đồ tồn mới zin của chú sao ta. À, 450.000 một cái nha anh em. Đèn lái rim Thái, hàng đập hộp chính hãng Honda Thái Lan. Đó, những cái con ốc anh em thấy cái màu nó xanh xanh không? Ok anh em nha. 450.000 một cái. Rồi. Tiếp theo là cặp xi nhan của rim Thái. Cặp xi nhan của rim Thái, xi nhan này nó không phân biệt bên trái bên phải nha anh em. Cặp xi nhan của rim Thái, hàng xé bịch chính hãng Honda Thái Lan, mới 100%. Nói chung xi nhan của rim Thái ở đây em bán là có chui sẵn luôn nha anh em, có chui sẵn luôn nha. Còn nó có phân biệt mã đó anh em, 33400, còn đây 33450 nè. Rồi đúng một cặp của nó nè. Báo giá với anh em luôn nè, một cặp xi nhan rim Thái, hàng xé bịch chính hãng Honda Thái Lan, giá là 400.000 một cặp. Đó. Đây. Rim Thái cho anh em tem lửa nha. Đó, mới 100% nằm trong bọc chưa khui siêu luôn. Ở đây để em khui một cái ra cho anh em coi nha. Nói chung là anh em mình mua bán người thật việc thật nha anh em. Khui ra một cái cho anh em coi cho nó biết cái hình thù nó rõ ràng ra làm sao. Khui bên thôi nha anh em, bên kia nó cũng vậy à. Đây anh em. Xi nhan rim Thái mã mộc rõ ràng nha. Hàng xé bịch chính hãng Honda Thái Lan. Nói chung cái xi nhan này phải nói là cực đẹp. Nhìn như pha lê luôn nè anh em thấy không? Mới về hàng luôn nha anh em. Hổm rài mới bán hết hôm qua, mới về hàng luôn. Hôm qua phải chạy đi mượn á, thằng bạn á, ở gần nhà một cặp á, để trả cho, giao cho anh em người ta. Bữa nay phải chạy đi trả nó lại nè. Xi nhan rim Thái, hàng xé bịch chính hãng Honda Thái Lan, mới 100%. 400.000 một cặp nha anh em nha. Nó 400.000 một cặp, nói chung giá nó mắc á. Đó. Anh em cần hàng, cần bộ đèn của quay Thái em có luôn nha anh em nha. Anh em cần liên hệ nha. Rồi. Số lượng này mới về đâu được tầm chục cặp nè anh em. Đó. Rồi tiếp theo là bộ ổ khóa của rim Thái. Rồi gất đâu bên này. Đây đây. Nói chung là đợt này là cái hàng ổ khóa với đồng hồ của rim Thái á, em còn đồng hồ rim Thái em ủ được tầm chục cái. Nói chung mới lên giá khiếp luôn anh em. Nè. Bộ ổ khóa của rim Thái, mã là 35010 GN5 gạch 903 Made in Thái Lan. Bộ ổ khóa của rim Thái mà hàng đập hộp chính hãng Honda Thái Lan nè anh em. Đập hộp chính hãng Honda Thái Lan. Đó. Mới 100% chưa từng được sử dụng. Giá của nó bữa nay là tới 1.1 triệu một bộ rồi anh em. 1.1 triệu một bộ rồi nha anh em. Đó. Bữa nay em có giao cho khách một cái chung với một cái đồng hồ.
Ê trời. Đây anh em, nói chung á, anh em đừng có so sánh với mấy cái ổ khóa Indo. Ổ khóa Indo nó rẻ dữ lắm, nó tầm 500-600 ngàn à. Đó, mã của nó là C54. Nói chung là chìa trước sau ổ gì trùng mã hết nha anh em nha. Đó, hàng là cực kỳ đỉnh, bao đẹp cho anh em lên xe các kiểu. Đúng ổ khóa rim Thái, hàng đập hộp chính hãng Honda Thái Lan. Đây, C54 đây anh em. Đó, cái chìa cũng vậy luôn nè, để em rút cái chìa ra cho anh em coi. Nè, C54 anh em thấy không? Đó, đúng chìa rim Thái nó phải như vậy, chứ không phải ba cái ổ KGD nó khác nha anh em. Anh em đừng có so sánh với ba cái ổ KGD, bộ có mấy trăm ngàn là chết em à. Đây là hàng đập hộp chính hãng Honda Thái Lan, anh em nên nhớ. Đó, ok anh em nha, một bộ ổ khóa rim Thái giá hiện tại, giá ngày hôm nay là 1,1 triệu một bộ. Đó, anh em mến thì alo em nha anh em. Hồi trước em bán có 980 ngàn, mà cách đây cái chừng một tháng không lấy hàng mà nó lên giá khiếp hồn luôn anh em. Rồi, tiếp theo là em có về được đâu qua được một chục cặp kính của rim Thái. Kính của rim Thái, ba cắt ra một cây giùm con nha ba. Nè, cái kéo nào ba cắt ra một cây giùm con để con quay clip cho người ta coi. Nó có cái này nè, ba kéo lên cái mình cắt băng keo hai bên là ra. Nè, đây nó có cho băng keo nè, nè. Ừ, vậy đó, cắt băng keo một cái là được rồi, cắt đi, đừng có xé, nó gách. Thôi, để trước khi... Rồi, thôi lỡ quay luôn. Rồi, khui ra giùm con cây. Rồi, đây. Đây anh em, mới của ba mới khui ra một cây giùm nè. Thì một cặp kính của rim Thái nè, hàng xé bịch chính hãng Honda Thái Lan nè, kính rim Thái nè anh em. Nói chung là kính bên trái với kính bên phải nó khác nhau nha, 88110 nè, với lại nó hơi khó anh em ơi, 88110 với lại 88120 nè, nó có phân biệt bên trái bên phải nha anh em. Thì đây nè, kính của rim Thái hàng xé bịch chính hãng Honda Thái Lan, nó nằm trong cái bọc chống sốc gì nè anh em. Đây, kính là có mã AAP nha anh em, mã AAP đó. Nó có một bên L đó. Cái chân của nó chân là chân gam nha anh em, chứ không phải chân si nha anh em. Thấy cái màu nó hơi xanh xanh nhẹ không, màu nó hơi xanh xanh, và nó có con tán chân kính nó nằm dưới này nè, để em moi ra cho anh em coi. Trời ơi, nó cứng, trời ơi nó bót đó anh em, nó bót đó. Đây anh em thấy không, anh em thấy con tán chân kính không? Đó, con tán chân kính nằm dưới này nè anh em thấy không? Đó, cũng màu xanh nha anh em nha. Đó, một cặp kính rim Thái hàng chính hãng Honda Thái Lan, giá là 420.000 một cặp nha anh em. 420.000 một cặp kính rim Thái hàng chính hãng Honda Thái Lan. Đó, nè em trong đây nè. Đó, hàng đập hộp chính hãng Honda Thái Lan, 420.000 một cặp. Rồi, tiếp theo à, chống đứng. Ừ, bữa nay em có về được chống đứng của rim Thái nè, anh em cần ủng hộ em nha. Xé ra luôn hết, cắt ra luôn hết, cắt ra giùm tao quay clip cho anh em ta coi ra. Trước khi đi vô cái chống đứng rim Thái để cho thằng em của em nó cắt ra cái, anh em đợi em cái nha. Nãy làm lu bu quên. Rồi, lấy chống đứng ra. Rồi, nói chung là em ấn tượng với cái chống đứng này anh em ơi. Nó sơn tĩnh điện là rất đẹp và chắc chắn luôn. Đó, chống đứng rim Thái, hàng xé bịch chính hãng Honda Thái Lan anh em. Đó, chính hãng Honda Thái Lan. Đây, 55500 GBG gạch 900 Made in Thái Lan. Chống đứng của rim Thái, hàng xé bịch chính hãng Honda Thái Lan. Giá của ngày hôm nay là 390.000 một cây, do em lấy số lượng nhiều nè, có giá tốt cho anh em nè, 390 một cây nha anh em. Chứ đợt rồi em bán 400 không á, 390 một cây, tốt hơn được 10.000. Nói chung 10.000 đỡ 10.000 anh em. Ừ, 390.000 một cây anh em. Ở đây có hai cái lỗ thoát nước nha. Ừ, sơn tĩnh điện bao nặng, bao đẹp, bao lên xe các kiểu. Đó, rồi ok anh em. Tiếp theo là em có về được một ở trong đây là một cái bộ cao su gác chân sau của The Rim Thái, hàng da băng. Một bộ này nó bao gồm 12 chi tiết, hai ống lõi sắt, hai ống thun sọt vô. Hai ống thun này nó có chữ A chữ B nhỏ xíu và giống hàng theo xe vậy đó.
từng cái chốt chẻ, từng cái phe gài là nó riêng hết, mỗi thứ là riêng hết. Nếu như anh em nào có theo dõi kênh của em là sẽ biết sản phẩm này. Sản phẩm này em bán giá cũ nha, 160.000 một bộ nha anh em, 160.000 một bộ. Rồi. Ruột IRC, ruột IRC hàng về số lượng nhiều nè, ở đây 20 mấy cặp nè. Đó, bữa nay sẽ trả cho khách mấy cặp rồi. Ruột IRC hàng nội địa Thái nha anh em, hàng nội địa Thái của này của IRC Thái Lan chứ không phải là IRC của Honda Việt Nam mình đâu. IRC Thái nè, nó có cái mạ mọc chất quy rợ bên đây nè, IRC Thái anh em. Đó. Một cặp ruột IRC hàng nội địa Thái này giá cũ nha anh em 250.000. 250.000. Hiếu cắt giùm luôn Hiếu ơi. Cắt cho anh em ta coi luôn, cắt cái ruột trước ruột sau luôn coi để ta coi coi chân vàng nó có màu vàng giống như đợt trước không. Ừ, cắt luôn. Trời ơi sao cắt ngang luôn rồi. Rồi quá hên luôn nha anh em. Đây là cái ruột trước nè, cắt ra là chân gọi vàng luôn nè anh em ơi. Ngon luôn rồi anh em. Cái ruột trước nè, bọc màu đỏ nè. Rồi ngon luôn, đợt này cắt ra là đợt ruột trước chân vòi vàng mẫu cũ luôn nha anh em. Đó, chân vòi vàng trước sau luôn rồi, đợt này ngon rồi. Đó. Anh em thấy mắc nhưng mà nó không mắc đâu nha anh em. Bao anh em xài luôn. Cực kỳ ngon. Đó. Nè cái ruột sau nè anh em. Rồi ngon luôn, đợt này trước sau chân vòi vàng hết luôn. Đó. Một cặp ruột IRC. Đó, hàng nội địa Thái. Đó, chân vòi màu vàng, một cặp 250.000 anh em. Cái sản phẩm tiếp theo nữa là cao su cùi dĩa của Quay. Thì cao su cùi dĩa của Rim Thái em vẫn có luôn nha anh em. Nói chung là hàng Rim Thái ở đây em cũng bổ sung cũng kha khá cho anh em á. Đâu mục tiêu cao su cùi dĩa của Rim Thái trời. Đó, tao chừng cần kiếm chết luôn. Đây nè. Nè. Một bộ nó là nó 4 cục. Một bộ nó 4 cục nha anh em. Một bộ nó là 4 cục như vậy nè. Là giá của nó là 115.000, 4 cục cao su cùi dĩa của Rim Thái. Cái này là một cục, còn 3 cục nữa. Một bộ nó 4 cục nha, 115.000 nha anh em. Đó. Hàng nói chung là em phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng được. Phục Super Cup 110 FI về hàng. Số lượng ở đây em được 30 cặp. Đó, anh em nào sỉ, nói chung là em về nhiêu là hầu như là bán sẽ sạch nhiêu đó anh em. Tới thời điểm hiện tại bây giờ nhiều không nhiều chứ khoảng 200 cặp rồi. Em bán tầm 200 cặp rồi chưa nghe một khách hàng nào phàn nàn. Đó. Về cái chất lượng của nó. Đây. Phục Super Cup 110 FI. Đó. Hàng này là hàng sản xuất để ráp xe ở bên Thái nha anh em nha. Đó. Đi qua bằng được những con đường nhỏ. Mã là K76, K76 LT6. Đó. Phục Super Cup 110 FI, hành trình phục là 3 tấc tư. Rất lý tưởng để gắn những dòng xe số phổ thông. Đó. Ti là ti 7 màu và đặc biệt là ti rất lý tưởng của ti 10 ly nha anh em, ti 10 ly. Đó. Chân sơn bạc kim tuyến, ống trên xi, ống dưới đen. Bao đẹp ti 10 ly. Đó. Bao anh em xài luôn, nói chung anh em gắn vô quay game. Cấp 67. Full neo, full 2, quay 125, full mập, full ít, full led là e-pin hết, tất cả đều vô được. Đó. Bao anh em xài, một cặp giá 1.200.000. Đó, một cặp giá 1.200.000, ship có toàn quốc cho anh em, cui ra kiểm tra đúng hàng thanh toán. Anh em nào lấy số lượng từ 5 cặp trở lên sẽ có giá tốt, giá thầy thợ. Rồi, tổng quan hôm nay em cập nhật cho anh em nhiêu đó đi. Sau này có hàng gì mới em sẽ cập nhật tiếp. Em chào anh em nha.